Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Thái Ô Tô. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn cái lốc. Lốc này nhìn nó cũng dạng rất là đặc biệt nhá. Đây. Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, con này nó thiết kế bởi vì được lai bằng dây cu loa của nó là bản 80k, 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 rãnh là 80k nhá. Con này là lốc này gần như là lốc gọi là bích liền thân. Đây. Bạn nhìn chưa? Con này được lắp ráp bằng bốn chân xiên. Đây là bốn chân xiên này bắt thẳng vào cái lốc máy nhá. Còn đâu là lắp cái thân của nó là được lắp ghép được ba khúc, tức là một cái đoạn ở giữa này. Đoạn giữa này đoạn piston này. Đằng sau này là nó vừa là cái lắp chụp vừa là cái bộ phận lá van. Đây mình giới thiệu cho các bạn, đây là cái lốc lắp trên xe hổ vồ đó. Mình hay gọi là từ hổ vồ đi cho nó dễ thông dụng. Đời mới, hổ vồ đời mới. Nhìn này. Riêng những cái dòng này gần như là nó một mình một kiểu. Bởi vì nhìn cái mặt bích này, mặt bích này nó bắt nằm ngang. Đấy, nằm ngang so với cái mặt bắt bốn cái chân xuyên thẳng vào cái lốc máy này. Đấy, tổng thể cái lốc ấy. Cái lốc này là chuẩn của công ty, cái nhà máy sản xuất đấy, nó là STAL này. Gần như cái công ty sản xuất cái lốc này là cái nhà máy này là nó rất là nổi tiếng của Thượng Hải đấy. Mình vừa giới thiệu cho anh em cái lốc của con xe hổ vồ đời mới. Nếu mà anh em có nhu cầu tìm hiểu dòng sản phẩm này thì có thể là liên hệ qua số điện thoại 0769086633 hoặc là add Zalo, Facebook đều trên cái số điện thoại là hết nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.